Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Mom và Baby Game nha. Mọi người hãy yêu thương, chia sẻ và comment giúp kênh của mẹ Game nha mọi người. Thì hôm nay thì mẹ Game sẽ chia sẻ về cuộc sống của mẹ Game nha, trước và sau khi sinh con nè. Mình thì có hai bé Gun và Gin. Gun thì được 27 tháng, còn Gin thì được khoảng 7 tháng rồi. Thì cuộc sống của mình thì cũng là không có dư dả, chỉ là đủ sống qua ngày thôi, nhưng mà khi mà có các con thì mình cảm thấy cuộc sống mình rất là hạnh phúc nha. Đau răm răm bụng xong rồi là mở một phân, sau đó là mình ra, hai vợ chồng mình đi ra bệnh viện, mình nhập viện thì tối hôm nay mình nhập viện, thì đến trưa hôm sau vẫn cứ một phân, bé không có mở phân ra mà bụng thì hơi đau quá, cho nên là bác sĩ quyết định là truyền dịch kết sinh luôn. Kết sinh chừng một tiếng sau quá thì mình sinh bé, là mình sinh bé lúc 9 giờ tới chiều hôm sau là lúc mình sinh bé là lúc 9 giờ tối thì bắt đầu là mình muốn sinh bé được. Bé nặng 3,8 kg, ra máu rất là nhiều, bác sĩ luôn, bác sĩ y tá là xung quanh mình là rất là nhiều luôn, cho đến khi mà mình hôn mê mình không biết gì luôn á. Tới hồi mình đau quá rồi, bác sĩ đau quá tới hôn mê luôn, ra nhiều máu quá, xong rồi là bác sĩ nói nghe chồng mà đem sữa cho chú, mình cũng không, lúc đó mình cũng không nhận biết được là mình uống sữa luôn. Xong rồi là chừng sau một tiếng sau thì mình mới tỉnh dậy được, bắt đầu là uống sữa, xong rồi là bác sĩ khâu tiếp cho mình là rất là đau nha. Lúc đó mình tỉnh là lúc đó mình không còn đau đẻ nữa, mà là bác sĩ đang khâu cho mình đó, rất là đau luôn. Xong rồi bác sĩ chuyển xuống phòng chờ, phòng dưỡng đó, xong là đưa lên băng ca và đưa xuống phòng là ôm chồng mình, ôm mình qua giường nằm. Xong là tới khuya là mình bắt đầu đau bụng, đau dạ con đó, đau rất là đau luôn nha. Xong rồi là mình cứ mê man vậy đó, mình nằm đến sáng xong mình mới cảm giác được là mình khỏe đó, mình khỏe. Xong là rất qua đến hai ngày sau mình được xuất viện, là bác sĩ nói là nên đứng dậy để đi vệ sinh đi, cho nó thông máu, với lại là nó không có bị bí cái đường tiểu đó, là mình đứng dậy mình đi tiểu, mình đi vệ sinh được bình thường luôn. Hay may mắn là mình đi vệ sinh bình thường, và sau đó là cho lên phòng dịch vụ nằm là chỉ có hai mẹ con với lại là bà với lại là chồng của mình thôi. Nhưng mà mình là sinh xong là mình không có đi vệ sinh được, cảm giác giống như là mình bị mình đi ngoài không được luôn, rất là đau. Xong rồi là thời gian sau chắc cần một tuần sau á là mình mới cảm giác mình đi vệ sinh là bình thường, cho nên là bây giờ mình rất là yêu thương hai đứa con của mình luôn. Trải qua quá trình sinh rất là cực khổ, mang nặng rồi đẻ đau á, cho nên là mình rất là thương hai đứa con của mình. Video của mình là chỉ chia sẻ về cuộc sống của mình và cuộc sống của các con vui chơi, ăn ngủ, cho nên là các mọi người hãy xem video và chia sẻ giúp mẹ Gin nha, để mẹ Gin có những động lực để mẹ Gin ra những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người và xin chào tụi người.